Vậy vợ con đã nấu cho miệng gian chưa? Rồi ăn rồi, no. Bây giờ có sức mà vào tay với chú Hoàng không? Ok. À, thằng này chắc chắn là nó khỏe vì chứ đây 50 mà thu Hoàng 68 tuổi nhưng quyết tâm luôn. Bây giờ, rồi. Lúc nào mà thu Hoàng hôm 1, 2, 3 thì bắt đầu lúc đó mày đi kéo nha. Rồi, ok. Đó. 1, 2, 3. Mày vào. Úi giời. Mày giữ lại. Mày kéo mặt ra. Mày kéo mặt ra.
số 3. Rồi. Thấy chưa? Mọi người ơi. Đấy, Thu Hoàng 68 tuổi mà vẫn chơi được chưa đây 50 tuổi mọi người các bạn nha. Thôi thêm một lần nữa Thu Hoàng xin mọi người một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của anh em Thu Hoàng mọi người và các bạn nha. Yo. Đó cái chơi tao hôm nay cái chơi rồi là cả chơi cả cùng sườn á thì chúng gửi mình gửi cho phát dân mình gửi sáng mà có cái điểm tựa này chơi view chơi điện thoại chứ mệt lắm mọi người các bạn ơi. Này này không được phải mà cả chơi cả cùng nha. Tăng một cái này thôi dậy cho tỉnh rồi rồi anh nói với chủ đề này nhá tiền đi mà thế này thế bây giờ thế này nhá anh có hai câu hỏi hỏi gì á nếu như mà chủ á mà trả lời được cái này thì anh sẽ thưởng hỏi thì có anh để anh nói á thưởng cho chủ 100 bạc nhưng mà nếu giả nhưng mà nói không đúng thì cũng không sao đâu thế này tiền đây anh nha chị mà lấy tiền nóng nữa thì đây thôi đây cho đây mày chỉ mà 100 đấy không hơn 100 mày đấy nha để anh nha rồi để nha nhưng mà để anh hỏi chủ nha hai câu nếu như mà chủ mà trả lời được thì cái tiền này là của anh thưởng cho chú tiền này là của tôi là của chú nhưng mà nếu mà trả lời không đúng thì cũng không sao đâu nha đâu mặt thế mới đi không mặt nhưng mà đại thể đây là thử cái tài năng cái trí thông minh của chủ như thế nào thôi nha nhiều khi thông nhiều khi không được rồi bây giờ nghe cho rõ câu hỏi của anh nha rồi nghe rõ không cái thứ nhất á là một cân à một tức là cái khối lượng đây này để anh nói với chị nha lấy giả thử nha đây này tức là hai cái lý này nha một cái thì bò dớm mà dớm cho trâu ăn đúng khối đó là cũng đây nha rồi một cái nữa đó là một cái cốc này là bò đá vào bò đá với bò dớm nhưng mà đấy là giả thử thôi chứ ví dụ một cân dớm với một cân đá thì cái khối lượng
của rơm với đá thì bên nào là nhiều hơn? Một cân rơm. Ừ. Một cân đá. Ừ. Mà khối lượng không? Ừ, khối lượng tức là khối lượng của trọng lượng này nha. Khối lượng thì là cái thằng rơm nó nhiều hơn này. Ừ, được. Được không? Được. Mất trọng chưa? Thì được rồi. Đi. Được rồi, thì khoan đã. Được có biết đâu. Khoan đã, đứng còn một câu nữa. Anh đã nói với chủ là hai câu mà mở trả lời câu thôi được rồi. Được. Thì câu này thì có như là... Mất trọng rồi này. Ừ, được rồi. Rồi, cái câu thứ hai nha. Ừ, răng. Nhớ đây đây. Nghe cho rồi nha. Nghe đây. Tức là... Đây nè. Một cân nha, nghĩa là một cân bông nha. Đúng rồi, một cân bông. Ờ. Rồi là một cân thép, gọi là một cân sắt đấy. Ừ. Nha. Một cân bông, một cân sắt rồi. Một cân bông với một cân sắt nha. Đúng rồi. Thì bên nào là nặng hơn? Bên nào là... Tôi nghĩ nè. Một cân bông với một cân sắt thì... Cân sắt là nặng hơn rồi. Có chắc không? Chắc. Thằng cái gì? Mày, tao nghe nói là cả cái Huỳnh Diên Châu mà cả cái Xà Diên Bình cũ á là tao nghe nói là mày là thông minh nhất chứ mà thông minh thì một cân sắt là nặng hơn cân bông thông minh vợ con thì nói chung là vợ đẹp con khôn cả nhưng mà mình mới trả lời một cân sắt và một cân thép một cân sắt và một cân bông thì mày nói là bên nào nặng hơn cân sắt nặng hơn cân sắt có chắc không rõ ràng là được cho người lại đi cho nói lại nghi người lại nữa nghi cái này mồ hôi chảy nói đi người lại tỷ câu này á thì cái số tiền này là mày mới được cái này anh nói mày mới được cân sắt nặng hơn chắc chắn rồi đó có liên chỉnh lại không không chắc bây giờ tao nói nha ừ thế bây giờ thế này em á là cái trọng lượng của em là 50 cân. Ừ. Nghe chưa nè? Mà vợ của em, nghe chưa? Vợ của em á là cùng 50 cân. Thì em đã hiểu chưa? Rồi. Thấy chưa? Thì bây giờ bông này. Bây giờ anh để đây nha. Một cân bông này. Rồi. Vì một cân sắt này. Em cho em đi lại, em suy nghĩ em đi lại đi. À, một cân không? Cân đi về thì đụng là bằng nhau rồi. Anh lừa tôi. Anh lừa tôi. Tôi kể thằng này. Mọi người ơi. Thằng này. Kể lại thì thông minh. Là hoa. Thằng này thông minh nhưng mà hình hơi chồng. Cho nên mọi người mà cảm ơn. Cái yêu cái đấy là vừa ngủ dậy mà mơ bông ma nghe nói. Chỉ hai câu hỏi. Mà câu hỏi thứ hai là toàn ngồi cùng với mọi người cảm ơn ơi. Thôi nha. Thằng này được rồi. Đó nhưng mà hơi chậm. Có được cái này. Hoa nha. Này. Tay. Này. Thôi tin. Không. Tin là hoa. À hoa. Rồi nha. Nhưng mà cũng toàn ngồi cùng có hoa. Thần mệt ngủ. Mẹ ngờ ra chuyện. Nhưng mà đợi tình ngủ chưa? Giữ gì tình rồi đó. Ờ mọi người ơi thì đúng đó. Thằng này bây giờ nó mới tỉnh này. Rồi tỉnh một rồi. Cân. Một cân sắt này. Thì một cân là một chó bằng một cân bông. Bông. Thì đúng là hai cái là bằng nhau không mọi người các bạn. Này liền thì gọi là khổ ý như một cân. Tiền chuyện rất sắc.